Đến 13 giờ chiều ngày 28 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một thanh niên chạy xe máy trên đường Kha Vạn Cân theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi xe đến giao lộ với đường số 25 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với xe máy do một người khác cầm lái chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm cho nam thanh niên và chiếc xe văng về phía trước, khiến người này tử vong tại chỗ. Danh tính người chết được xác định là anh Ngô Minh M, 27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Người đi trên xe máy còn lại bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nhận được thông tin, Công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.